Thì tại sao Đức Phật nói cái này là cái nguy hiểm? Ừ. Dục nó có vị ngọt không? Có chứ sao không? Nhiều người á hút thuốc cay không? Đắng không? Uống rượu cay đắng không? Ăn ớt có cay không? Nếu như mà chỉ có cay đắng thôi thì có ai ăn ớt, có ai hút thuốc, có ai uống rượu không? Bảo đảm nó phải có cái lạc ở trong đó, cái niềm vui trong cái việc hút thuốc, uống rượu và ăn ớt, đúng không? Như đây cô thấy ông thầy sư huynh cô, bữa nào lên mà không có trái ớt là ông cảm thấy không vui mấy rồi đó, đúng không? À, vậy nếu ớt chỉ có cay thôi thì người ta có ăn không? Cay nhưng mà sao? Ngon, đúng rồi. Hồi trưa nay mình ăn canh có cay không? Có cay nhưng mà ngon không? Dạ vẫn ngon, đó. Cho nên là dục nó có cái vị ngọt ở trong đó. Dục nó có cái vị ngọt. Thích chứ sao không thích? Mình nắm một cái bàn tay mềm mại của người yêu mình khoái chứ sao không khoái, đúng không? Đó, mình khoái nên mình cứ muốn nắm hoài. Chứ nếu mình nắm cái bàn tay mềm mại của người yêu mình không có cảm giác thích thì mình có muốn nắm không? Không. Vậy mình có muốn cưới người đó về nhà không? Không. Vậy thì cái dục này nó thật sự có vị ngọt quý vị. Nó nguy hiểm ở chỗ này nè. Rồi Đức Phật nhìn ra được cái chỗ đó. Tại sao nó nguy hiểm vậy? À, Đức Phật ví giống như là mình le lưỡi mà mình liếm cái giọt mật nó dính ở trên tấm cái thanh gươm á, thì nó có ngọt cho nên mình mới muốn le lưỡi mình liếm, thì mình liếm chưa được nó đã đứt cái lưỡi mình rồi. Đó là cái sự nguy hiểm của dục. Thì Đức Phật dạy cho mình thấy được cái vị ngọt, vị khổ đau, cái sự nguy hiểm của các dục, và cuối cùng đó là cái vị xuất ly. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đầu tiên. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất khẳng định rất rõ ràng, để trở thành bậc thánh thì chắc chắn chúng ta phải từ bỏ đời sống hưởng thụ dục tính. Câu này cực kỳ quan trọng để phân biệt đạo Phật với các tôn giáo khác. Cô lặp lại lần nữa. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất đã khẳng định rằng để trở thành bậc thánh hay để trở thành thánh nhân thì chúng ta chắc chắn phải từ bỏ cái đời sống hưởng thụ dục tính. Nha. Nếu còn cái hưởng thụ dục tính, chắc chắn chúng ta sẽ không bước vào cái dòng thánh được. Vậy Đức Phật đã phân tích rõ ràng cái sự nguy hiểm của đời sống dục tính. Cái sự nguy hiểm như này, và Đức Phật khuyến khích chúng ta phải xuất ly khỏi chúng. Nhưng mà nghe tới đây thì chắc chắn sẽ có một số trường phái bắt đầu comment chửi cô. Nói như cô rồi, người ta cạo đầu, người ta đi tu hết, ai lao động kiếm tiền nuôi mấy bà mấy cô đây? Cô bị chửi vậy hoài ha. Nói thiệt với quý vị luôn á, quý vị đếm thử coi Hàn Quốc dân số là bao nhiêu? Hơn 50 triệu người đúng không? Có bao nhiêu tăng ni ở đây quý vị biết không? Không tới 40.000 tăng ni tu theo Phật giáo nữa. Ý là đã bao gồm cả những tông phái có thể có gia đình đó, có thể có vợ sinh con. Vậy những thầy tu sống đời độc thân không có gia đình được bao nhiêu người, đúng không? Việt Nam dân số bây giờ là gần 1 tỷ dân chưa? Gần 1 tỷ dân được bao nhiêu tăng ni? Điều này cô muốn nói là sao? Quý vị đừng bao giờ đặt câu hỏi không có câu trả lời. Đặt câu hỏi không bao giờ, cái giả thuyết không bao giờ xảy ra ở hiện tại, nghĩa là không bao giờ có cái chuyện mà tất cả mọi người đều đi tu xuất gia theo Phật hết. Quý vị tin không? Đúng không? Dân số thế giới hơn 7 tỷ người, được bao nhiêu tín đồ Phật giáo? Trong tín đồ Phật giáo đó được bao nhiêu người đi tu? Phải không? Đơn giản lắm quý vị, tại sao ít như vậy? Tại sao sư cô nói chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra? Để đừng có hỏi xoáy đáp xoay, tưởng mình rất trí tuệ nhưng thật ra không trí tuệ tí nào. Tại sao vậy? Không dễ dàng từ bỏ đời sống dục. Tại mình đang sống trong cõi dục. Cõi ta bà của mình đang sống là cõi dục. Mình thấy không? Hôm qua có mấy em về ngủ lại chùa, cô hỏi ngủ